Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Gian XTC 800, chiếc xe size S được trang bị cấu hình DOG. Trước đây em có lên một chiếc xe size M, và hôm nay thì em lại lên một chiếc xe size S để cho các bác xem. Chiếc XTC này thì là chiếc xe mà các bác rất là ưa chuộng, được trang bị bánh 27 inch, vành Mavic Pháp. Khung nhôm xe còn rất là mới. Đấy, chiếc xe em đánh giá còn trên 95%. Sức nít vẫn còn rất là trắng. Nốt. Đồ nguyên zin. Xe nhập khẩu nguyên chiếc, phanh dầu Shimano, tay bấm DOG, lốp 27,5 inch. Đồ đĩa trục rỗng. Em sẽ là đo size và test chuyển động của chiếc xe để các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 41 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe này sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m 57 58 nhất 70 đi là phù hợp. Chuyển động rất là mượt mà. Xe bên em đang bán mức giá là 9 triệu 9, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.